bạn nhá. Lại tiếp tục quay xuất phát cho các bạn xéo nhá. Đấy là hôm nay sân chính các bạn ạ. Hôm trước là ở sân B các bạn ạ. Đấy. Thì hôm nay là sân chính các bạn nhá. Sân chính hôm nay, sân Xuân Vinh hôm nay cũng rất là đẹp các bạn ạ. Thì mình sẽ quay từ bên này sang bụt từ bên trái sang bên phải các bạn ạ. Tuần tai này. Và đây là chuẩn bị đến lượt tuần tai này. Tuần nhỉ. Tuần tai. Không được. Sân cỏ Xuân Vinh hôm nay rất là đẹp đấy các bạn nhé. Đấy, Xuân Vinh hôm nay mượt thành ung. Tuần tai là chụp 11 mét này. Tuần tai. Tuần tai. Bây giờ là Phúc Tình số 8. Đối đầu với Trần Văn Tiến. Được, không được. Chuyển về thủ môn bắt. Bây giờ là xuống 11 mét luôn. Chà, trời. Quá ngọt. Rất ngọt. Đây là Thành Phong này. Quá trời ơi. Oh my god, who the hell cares? Cầu thủ mới của Sông Lam vừa mượn về từ Hải Phòng các bạn này. Đấy, tàu đầu Thanh Phong. Hồi hướng của đầu Thanh Phong về đội bóng xứ nghệ các bạn ạ. Số 8. Áo mượn Thanh Phong. Yeah, nhảy chân sáo. Đấy là Thanh Phong này, là bàn thắng của Quế Hải các bạn ạ. Một phá đá 11 mét nhảy chân sáo của đầu Thanh Phong. Đấy là cú sâm. Rồi là một phá bắn chim của cú sâm. À. Ôi trời ơi. Lồn đi. Còn đây đấy là Phùng Nguyễn này. Nguyễn này, đối dây vàng này. Chuyên gia chụp phạt. Đó này ạ, mình nói chuyên gia chụp phạt mà. Phạt mà. Vũ Nguyễn đặt bóng là mình là tin tưởng nó sẽ vào rồi. Cả nói chụp phạt của Vũ Nguyễn mà nó số 1 ở Sông Lam các bạn ạ. Chỉ thú phán số 2 các bạn, thì chú phán Khánh thôi. Tuyệt vời. Đấy. Thú ở Phùng Nguyễn thì thú Văn Khánh ơi chút phạt thôi. Đây đây bây giờ đến lượt coi nào, cẩn thận nào. Thầy ơi. Anh ơi. Mày con cắt ra đây này, mày cắt ra khỏi được. Đây. Văn Khánh này. Quá trời ơi. Đấy, Văn Khánh đang đối đầu với thủ môn Lê Văn Hùng nhá. Trong khung thành là thủ môn Lê Văn Hùng. Ở đây trung vệ Văn Khánh đã trở lại và thế nào? Tuyệt vời. Qua luôn. Đây Bùi Đình Châu. Qua trời. Tưởng chừng rất là dễ nhưng mà một đường bóng đi rất nhanh các bạn ạ. Rất hiểm hóc. Đình Châu lấy đà theo kiểu Lukaku hay Lê Má đấy biết. À, Neymar. Trời ơi. Đi châu. Đấy lên. Xuân Mạnh. Trời ơi. Xuân Mạnh, hôm nay chụp phạt kém quá. Chấm lại. Yes. Vâng. Văn Hùng đã bị đánh bại. Thủy Nam. Quá trời ơi. Quá đỉnh cao của Đào Trinh.
phá cửa lòng vào góc xa của Sĩ Nam số 21. Đây là sụt 11 mét. Đơn giản quá. Phải nói là những cầu thủ có kỹ thuật thì bóng sụt 11 mét phải nói là rất đơn giản. Đình Tiến. Trời ơi. Chiều nay thì thủ môn phải nói là rất cố gắng nhưng mà cũng thể cản phá được cục chụt vừa rồi của Đình Tiến. Đình Tiến. Đấy là sự trở lại của trung vệ thẹp Huy Hoàng. Huy Hoàng. cỏ bãi cỏ đây các bạn ơi. Đây. Huy Hoàng đá cả cỏ lên các bạn ơi. Vừa thổi còi vừa đá bóng các bạn ạ. Trời ơi. Rồi, hãy gọi đi đây. Ngọc Đức, Ngọc Đức. Đây là Ngọc Đức này. Kéo trái Ngọc Đức. Wow, trời. Khoảng cách này là khoảng 18 mét các bạn, 20 mét, 20 đến 18 đến 20 mét các bạn. Phải nói là một chấn trái, kéo trái và nó rất dì của Võ Ngọc Đức. Anh ta đánh bài ở khoảng cách ngoài vòng 16m50 và khoảng cách 11 mét thì thế nào? Đấy. Huy Hoàng đã chỉnh lại bóng cho Văn Đức. Ngọc Đức. Wow. Tuyệt vời. Quýt quýt. Ở đây là Philip này. Philip Martin. Kéo trái. Wow. Tôi muốn Văn Tiến vừa rồi là đứng nhìn thôi nhưng mà ông này thì đi chạy cột chọc trong các tấc các bạn ạ. Con vào chứ? Vào rồi. Vâng. Buổi tập kết thúc các bạn ạ. Buổi tập xuất phạt cũng là buổi tập bài tập cuối cùng trong giao án buổi chiều nay. Đấy. Và video của Màn Trần thì cũng đến đây là kết thúc. Đấy. Mình sẽ quay một vòng chúng bạn xem nhá. Có cả hai cầu thủ nhí vào sân xem, cầu thủ xem này, đây này. Đây, hai cầu thủ nhí này. Đấy. Đấy. Thần Vinh này bạn nhá. Đang cắt cỏ đấy. Vâng, video của mình đến đây là kết thúc các bạn nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.